Diệu Nhi bật khóc ôm chặt Henie, E khoảnh khắc thở dốc khiến fan lo lắng. Trong tập 10 nhất chị đẹp đám gió rẽ sóng, các nghệ sĩ tiếp tục được chia thành bốn đội chuẩn bị bước vào công diễn 3. Sau công diễn 2, Diệu Nhi tiếp tục nhận được số phiếu bình chọn cá nhân cao từ khán giả trường quay, đảm nhận vai trò đội trưởng. Ở đoạn clip hậu trường, ekip đăng tải, không ít người hâm mộ lo lắng khi thấy Diệu Nhi ôm Henie, E, cả hai bật khóc. Nguyên nhân cũng được biên tập dần hé lộ, bà xã anh Tú bị sốt cao trước giờ diễn, nhưng vẫn nỗ lực để hoàn thành bài thi cùng đồng đội. Trong lúc được ekip chỉnh sửa trang phục kiểu tóc, Diệu Nhi nội rõ về mệt mỏi khoảnh khắc cô đừng thở dốc khiến fan càng thêm xót xa, xa. Nữ hương giang Phương Vi đều vô cùng lo lắng khi thấy đội trưởng gặp vấn đề sức khỏe. Bà xã dạ anh Tù chia sẻ với đồng đội, hôm qua là em từ hết cả người bị ảnh hưởng thuốc giảm đau hạ sốt, nên hôm nay trên mặt em cũng bắt đầu sưng lên. Sáng giờ em nằm biếng uống thuốc. Dù mệt mỏi, Diệu Nhi vẫn cố gắng sốc lại tinh thần ôn vũ đạo với đàn chị ngoài ra trước ngày tập cô cũng chăm chút diễn xuất cho từng thành viên trong nhóm các khúc màu hồng chủ nhật mà đội diệu nhi lựa chọn thể hiện được đánh giá có vũ đạo nhẹ nhàng nhất trong bốn tim chị đẹp thế nhưng trong clip hậu trường mà ekip đăng tải không ít khán giả bất ngờ khi thấy diệu nhi và các nghệ sĩ trong đội được vũ công khiêng cả người lượn vòng trên cao không hề đơn giản như clip vũ công tập mẫu